Xin chào tất cả các bác nhé. Thì tiếp clip ngày hôm nay thì em lên cho bác một số mã nồi cơm ấy để các bác săn này. Hôm nay sẽ có rất nhiều nồi loại đa dạng mật nồi các bác nhé. Từ nồi nửa lít này, nồi 1 lít và nồi 1 lít 8 này. Thì có cả mâm nhiệt này và cao tần này, áp suất này các kiểu các bác nhé. Thì mã đầu tiên em lên cho các bác trong clip hôm nay này là em Yuji Roshi này. Con này là đời 2010 này. Điện 100 các bác nhé. Đấy. Có 44,4W thôi. À nó có 440W thôi nhé các bác nhé. Đấy. Mâm nhiệt, đây con này là mâm nhiệt các bác nhé. Hình thức bên ngoài này, thành vách thì còn ok này, vỏ nhựa mà. Rất là ok nhá, vẫn còn độ bóng của vết nhựa này. Đấy, các bác nhìn không biết trong clip các bác nhìn rõ không? Con này còn có dây nhá. Đây các bác xong này. Xong cực kỳ đẹp coi nhá, xong rất đẹp nhá. Nó này. Trông rất là cute nhá, rất đẹp này. Đây các bác nhìn cái bên trong này. Nhìn cái độ mới đó nhá. Như là chưa dùng các bác nhá, mới như chưa dùng luôn. Cực kỳ. Đấy. Đây các bác nhìn xoong này. Đây các bác nhìn xoong nhá. Đây là nắp chống trào này. Còn xoong đây các bác này, xoong của nó đây. Cực kỳ đẹp nhá. Đấy. Nhỏ nhỏ xinh xinh. Những cái dòng nồi nửa lít này ấy, thì nó phù hợp cho khoảng tầm khoảng 2 người ăn nhá. 2 người ăn. Thoải mái. Đấy. Đấy, làm điện nó làm sao? Các bác mà đang dùng nồi mâm nhiệt Việt Nam này, các bác sang đồ không? Sang nồi mâm nhiệt Nhật thì các bác ăn cũng rất lạ nhé. Vì cái nồi này rất nhiều chế độ này. Nấu này. Tắt này. Đấy, các phím chức năng nhé. Menu này. Nấu cháo, nấu sôi các kiểu các bác nhé. Được hết nhé. Đấy. Nấu nhanh cũng có. Đấy. Nấu sôi này. Rất hay nhé. Có cả chế độ uống luôn nhé. Nồi mâm nhiệt Việt Nam mình thì nó có mỗi cái lẫy chuyển lên rồi xuống thôi nên đôi khi rất là bất tiện nhé, nhưng cái này nó rất nhiều chế độ này. Đấy, thì con này là mã thứ nhất trong clip ngày hôm nay nhá, mã số 1 này, một em Yuji Roshi nồi mâm nhiệt nửa lít nhá. Con này có tách thành vách còn đẹp nguyên luôn các bác nhé, không vấn đề gì cả. Nhìn giá là 320k nhá, đi ra ngoài 28 tháng 4 này. Đấy, mã đầu tiên nhá, rất đẹp các bác nhé. Đấy. Các bác xem clip của em cho xin một like, một chia sẻ và đăng ký kênh các bác nhé. Các bác nào chốt hàng thì vui lòng liên hệ số điện thoại là 0983 39755 nhé, hoặc là 0823 893 222 nhé. Đấy, mã thứ nhất cho các bác. Đấy, tiếp theo này, mã thứ hai này, một em Yuji Roshi các bác nhé. Con này này, các nhìn thành phách này, nửa lít này. Con này cơ mất 5,4 lít thì đúng nhất đây. Dòng này là 5,4 lít thì chuẩn thân nhất nhé. Điện 100 này. Đấy, sản xuất ở nước thứ ba các bác nhé. Đấy. Mình bắt thì ok nhá. Đấy. Con này đẹp nguyên luôn, không có khởi hứng gì cả đấy, đẹp nguyên luôn này. Con này nồi mâm nhiệt này. Đấy. Đấy, giòn nhá các bác này, giòn thì giòn như mới nhá. Đấy. Cực kỳ đẹp nhá. Nấu cơm thì không phải nghĩ. Đấy các bác này. Cái xoong này. Nhìn cái xoong này, xoong này có 1 2 vết lăn lấm tấm thế này nhá. Thì không để ý rồi. Đấy, còn lại thì như mới này. Đấy. Các bác nhìn nhá cái xoong này. Đây các bác nhá. Ok. Ok, xin lỗi các bác nhé. Thì em lại tiếp buổi clip đây. Vừa xong thì có anh chị hàng xóm vào chơi nhé. Đây với tiếp mã số 2 nhé. Con này nồi mâm nhiệt này. Đấy. Đấy. Xoong xoong các bác nhá. Xoong này cực kỳ đẹp nhá. Đấy, các bác nhìn này. Đấy. Số 2 này. Hôm nay thì chủ yếu là nồi mâm nhiệt là chính các bác nhé. Mâm nhiệt này 1 lít, nửa lít. Nồi một nửa lít, 1 lít này. Nấu cơm bình thường này. Đấy. Các phím chế độ nhé. Đấy. Nấu cơm gạo không vo này. Nấu nhanh này. Nấu cháo này. Rất nhiều chế độ nhé. Như một cái nồi cao tần bình thường này. Nhưng mà nồi mâm nhiệt thôi. Nhưng các bác mà nấu cái nồi mâm nhiệt ở Việt Nam mình so với nồi nhiệt Nhật thì Việt Nam mình không để không ấy được, không có tiền tuổi được các bác nhé. Nhưng còn này mã số 2 này với giá cũng là 320k nhé. Video ngày 28 tháng 4 này. Đấy, tất cả đều được điện 110 hết các bác nhé. Đấy. Tiếp theo này, mã số 4 này. Mã số 3 nhé. Tiếp tục là một em nồi Yuji Roshi này. Con này là 0,54 lít nhé. Đấy.
Cái này chỗ này cấn tí các bác nhé, cấn tí này thì không để ý rồi. Đời 20 không biết đây rồi. Đấy không 10, đây là không 10 các bác nhé. Đấy. Đấy. Cậu đây chấm đây các bác nhé, nồi nửa lít này. Sản xuất tại nước thứ ba nhé. Đấy, con này giòn này. Giòn rất là đẹp nhá. Đấy. Nhìn giòn này. Nồi nửa lít này thì phù hợp với nhà tầm 2 người ăn nhé các bác nhé. Đấy son ở dưới này có vết chảy một chút này. Đấy, các bác nhìn kỹ nhá. Xung quanh thành vách thì ok này. Đấy các bác nhìn đáy son này như mới này. Đấy. Ngâm nhìn này các bác cứ nấu cơm mà bác cứ lau hết cái đít này nhá, sạch sẽ đít này thì dưới này không bao giờ nó đen nhá, lúc nào nó cũng trắng. Xem miệng nó làm sao. Đấy, nấu bình thường các bác nhé. Nấu bình thường này. Đấy. Các phím chức năng thì ok hết các bác nhé. Thì con này con mã số 3 này. Mã số 3 này 280k này, video ngày 28 tháng 4 các bác nhé. Các bác xem clip của em cho xin một like, một chia sẻ và đăng ký kênh các bác nhé. Đấy, các bác khi mà các bác đăng ký kênh ấy thì các bác vui lòng nhấn vào nút đăng. Nút vào nút cạnh cái hình cái chuông ấy, cạnh nút đăng ký ấy. Thì nó hiện lên khi mà em ra clip thì lên các bác ấy, thì nó sẽ hiện lên cho các bác là bạn ra kênh hàng Nhật bạn ra gì hay là kênh quảng điện lạnh đang ra clip rồi đấy. Đấy các bác lên coi nhật tình hình nó rất là nhanh nhé, để đỡ bị trôi những cái phần mà các bác đang săn hàng nhé. Tiếp theo này em lên cho bác một em sáp này, nồi mâm nhiệt nhé, năm sinh của nó là 2008 này. Đấy, nồi 5,4 lít này, sản xuất tận nước thứ ba các bác nhé. Đấy. Con này rất đẹp nhá, này con này có tay cầm chống nóng này, xoong rất dày nhá. Đấy, các bác nhìn xoong này có 1-2 vết chấm đốm li ti này các bác nhá, 2 chấm đốm li ti này, còn lại không, lại thành không có vấn đề gì cả. Đấy, rất là ok nhá. Đây các bác này, đây này nắp vung này. Đấy, nồi mâm nhiệt này con này nắp vung đây nhá, cả giòn nắp xoong giòn xả hơi của nó đây, cực kỳ hay này. Đấy, tay cầm chống nóng các kiểu nhé, sang mình đất dập bên ngoài thì thành vách thì rất là ok nhé. Con này cả khay nước này các bác này. Đấy, khay nước như ở Việt Nam mình nhé, các bác nấu cơm thì các bác được chịu khó đổ nước đi các. Đấy, rất hay nhé. Đấy các bác này, đây màn hình này, màn hình đồng hồ hiển thị nhá, nấu cơm bình thường này, tắt này, các chế độ nấu cơm này. Đấy, con này nó hiện nó hi hết nhá các bác, nhấn màu thôi. Đấy, gạo trắng này, đây là gạo trắng nấu nhanh này, gạo không gò này, rất hay nhá. Có mức chế độ này, gạo lứt này, đây cần gạo mầm, gạo lứt này. Đấy, gạo mùa hè này Việt Nam không có này, nấu cháo này, rất hay nhá, cực kỳ hay này. Cái gạo nút hẹn giờ luôn nhá, cực kỳ hay. Đấy, đấy thì con này mã số 3, mã số 4 các bác nhá, mã số 4 này với giá là 280k này, video ngày 28 tháng 4 này. Đấy. Các bác xem clip của em cho xin một like, một chia sẻ đăng ký kênh các bác nhé. Đấy. Các bác có phần gì thắc mắc thì các bác vui lòng để lại comment nhé. Em cố gắng đọc và trả lời cho các bác. Hàng clip hôm nay toàn chỉ là hàng mâm nhật thôi. Tiếp theo là mã số 5 này, một em Yoji Roshi này các bác nhé. Đời 2013 này, thành vách quả nhựa này rất là ok nhá. Thành vách thì ok này, không có móp méo, không cấn chỗ nào mà. Vẫn còn bóng nguyên các bác nhá. Đấy, ui. Con này còn VIP hơn các bác nhá. Con này còn nguyên cốc mưa các bác này, còn cuốn cốc đông gạo này. Đấy các bác nhìn xoong này. Xoong thì như mới nhá các bác nhìn này. Đấy, xoong không có vẻ hớn gì nhá. Ở giữa này có một cấn tí này thì không để ý đâu này. Đấy. Rất đẹp nhá. Để các bác nhìn. Cực kỳ ok nhá. Đấy. Đây các bác nhìn xoong này. Đây cốc ấy nhá, đây là cái cốc, đây là cái nắp chống trào nhá. Xoong rất là ok này. Đây các bác nhìn xoong này. Còn này rất là ok nhá. Đấy. Đây nhá. Còn nguyên cốc luôn này, tí nữa xem bác nào mà lấy con nào thì được có thêm một cốc nhá. Đấy. Nấu cơm bình thường này cũng 45 phút sau như thật này. Đấy, rất ok nhé, men các chế độ nấu cơm tiết kiệm điện này, cơm trắng các kiểu nhé, rất là ok này. Con này cả chế độ ủ bánh luôn nhé, rất hay này. Đấy, nồi mâm nhiệt ở nhật ủ ấm này. Đấy, rất là ok nhé.
Thì con này có mã số 5 à? Mã số 5 này. Đấy. Mã số 5. Với giá là 330k các bác nhé. Video ngày 28 tháng 4 này. Các bác xem clip của em cho xin một like, một chia sẻ và đăng ký kênh các bác nhé. Đấy. Đã ấm rồi đấy. Rất hay nhé. Đấy, bác nhé. Bác nào lấy con này thì có thêm một cái cốc nhé. Một cái cốc đông gạo. Cốc đông gạo Nhật này cực kỳ là nhiều bác rất quan thích nhé. Đấy, cốc đông gạo tại Nhật luôn, Made in Japan các kiểu nhé. Đấy, nồi này thì sản xuất ở tại nước thứ ba này các bác. Đấy. Tiếp theo này, mã thứ 6 này, em sẽ lên cho bác một em, đây, một em Yoshiroshi nhé, 1 lít này, à đâu, 0,5 lít các bác nhé, 0,54 lít này. Đấy, 016 nhé, rất hay nhé các bác, đấy, con này màu rất đẹp nhé, đấy. Con này bác nhìn, các bác nhìn này, mâm Nhật thì mâm Nhật, nhưng con này có nhìn giòn nhé, cái son này, cái giật dày nhé, rất nhôm này. Đấy, xong thành vách thì nó có bị xước ra một chút nhưng không để ý này. Chứa là bên trong rất đẹp nhé. Đấy. Cái son này thì nó dày hơn như hai mấy son khác các bác nhé. Dày hơn nhiều ạ. Đây có nhìn son này. Son cực kỳ ok nhé. Cực kỳ dày các bác nhé. Đấy. Rất dày nhé. Rất thích nhé các bác nhé. Đấy. Ok, đây rồi ta. Đây mã số 6 nhé, với giá là 350k nhé. Video ngày 28 tháng 4 này. Đấy, các bác xem clip của em cho xin một like, một chia sẻ đăng ký kênh các bác nhé. Tiếp theo này, clip tiếp theo nhé, em sẽ lên cho bác một em tiếp theo này, em sẽ lên đấy. Một số đây, một lít các bác nhận, đây một lít, đây lên một số mã một lít cho các bác này. Các bác đợi tí nhé, trong khi đó thì em sẽ lên chuyển cái hàng vào đây cho nó đỡ vướng, tại vì em một mình quay nên là nó hơi vướng một chút. Mong các bác thông cảm cho em nhé. Đây các bác nhá. Mã thứ 6, mã thứ 7 các bác nhá. Bọn em lên rồi. Đây là nồi 1 lít các bác nhá. Bây giờ tiếp tục em lên nồi 1 lít này. Em lên nồi lít 8 cho các bác nhá. Đấy, một em Toshiba này. Con này có hút trên không nhá, cao tần hút trên không nhưng mà không có áp suất này. Đấy. Đây. Con này đây là có nhìn này. Nihon Koku Nai Monjo là hàng nội địa Nhật nhé, dùng sản xuất từ Nhật, đời 2011 này. Đấy, thành vách thì ok nhé, không có móc méo cấn chỗ nào cả, rất đẹp này. Đấy, đây các bác nhé, con này giòn nhá, giòn thì đây có một tí này, một tí không để ý này, dán này một tí, tại vì nó là mép bên ngoài không để ý, là một tí là mép trong thì cứ sợ thôi. Em đang nấu cơm này rất là ngon nhá. Đấy, vừa nấu cơm xong ạ, vừa mới rửa ra, rất ok nhé. Đây các bác nhé, cái son này, son này cực kỳ đẹp nhé, không vấn đề gì cả. Nó để tim lâu đấy, vừa nấu cơm xong vừa rửa xong đấy. Đây các bác nhé, này, son này quá đẹp luôn các bác nhé, quá là đẹp luôn này, đấy. Cực kỳ ok nhé, không có vết chảy vết chạo chỗ nào cả nhé. Đấy, rất ok này. Đây này, đây các bác này, con này đây là lỗ trên không nữa này. Đấy, lỗ trên không đấy,
nó bình thường các bác nhé. Đấy, đây này, cố chân không này. Đấy, rất là xịn sò nhé. Thì con này mã số 7 này, mã số 7 này với giá là 1.200.000 các bác nhé. Đấy, 1.200.000 cái hồi đấy, rất là ok nhé. Con này quả chân không luôn đấy. Đấy, ok các bác nhé, tiếp tục đấy, mã số 7 nhá. Đấy, tiếp tục này, em sẽ lên được mã số 7 này. Tiếp tục này, mã số 8 này, em lên cho bác em Edit Oyama các bác nhé. Edit Oyama này, ui giời ơi, nặng đấy. Đây các bác nhé, Edit Oyama này. Đấy các bác nhìn toàn cảnh nó, con này màu trắng này, đời 2018 này, con này cực kỳ đẹp các bác nhé. Đấy, con này công nghệ của nó thì không phải nghĩ rồi, nó cơm bao ngon cho các bác nhé. Thành vách thì ok này. Đấy các bác nhìn doang nhé, doang rất ok các bác nhé, doang đẹp này. Đấy, doang rất đẹp nhé, không vấn đề gì cả đấy. Các bác nhìn cái sò nồi, cái nồi này, cái nồi vip này, ui giời ơi, cái nồi các bác nhìn này, nồi này cực kỳ nặng nhá, son không một chấm đốm nha các bác nhá, không một chấm đốm nào cả. Đấy, nồi cực kỳ nặng nhá các bác này, này lốt này là cái đáy son này, cực kỳ đẹp nhá. Đấy, không vết chấm chiếc gì hết nhá. Đấy, và em bây giờ em cho các bác xem công nghệ con này này, công nghệ con này thì không phải nghĩ nhá. Đây này các bác này, con này có cái công nghệ cân gạo các bác nhé, bấm đây, cảm biến này, đây cảm ứng này, đấy đang mức ở so đang mức ở không này, đấy không nhá, em ví dụ em đây là gạo các nhé, cho gạo này một ít, cái bút này nhẹ quá nên ví dụ đây là gạo này, đấy cân lên luôn, bao nhiêu gram nó cân luôn đấy, rất ok nhá, đấy rất ok các bác này. Cân luôn đấy, rất ok nhá. Cân luôn nó tính luôn được cả này. Nó cân nhá. Xong nó tính luôn cả cái nút tính luôn được cả cái gì lượng calo các bác nhá, lượng calo luôn. Đấy nhá, cái này thì cực kỳ hay nhá. Cực kỳ hay luôn. Đấy, đây cảm ơn cảm biến này, này cân calo này, đây cân calo nhá. Đấy nó tính luôn calo này. Là gourmet OID đấy, phải cho bắt đầu cho gạo cơ nó mới tính được. Rất hay nhá. Sau này tắt cân này, tắt cân này. Đây nhá, cảm ứng này. Tắt đi nhá. Đây coi này, cảm ứng này. Toàn này cảm ứng hết nhá. Nấu nhanh này, nấu tiết kiệm điện này, gạo trắng các kiểu này. Rất nhiều chế độ nhá. Đấy, màn hình cảm ứng này. À đây cái phút đó cảm ứng này. Ngân hàng. Rất hay nhá. Đấy, rất là nhiều các bác nhá, nhiều lên tên gọi là các loại gạo Nhật nhá. Đấy, cực kỳ thích nhé, nấu cơm này, đấy, đấy nấu luôn nhé, cực kỳ hay nhé con này này, cân gạo này, màn hình này còn cảm ứng nữa nhé các bác nhé, cực kỳ xịn sò này. Thì con này mã số đầu tiên, mã tiếp là mã số 8 các bác này, mã số 8 nhé, với giá là 1.300.000 các bác nhé, video ngày 28 tháng 4 này. Các bác xem clip của em cho xin một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh các bác nhé. Đấy, màn hình cảm biến cực kỳ hay. Đã, nóng nổi đấy. Đấy. Tiếp theo các bác nhé, mã số 9 này. Mã số 9 này em lên cho các bác một em nồi Natina này, xem con này nó chám hay là 1 lít đây. Natina 1 lít 8 các bác nhé, năm 2006 này. Thành vách con này vỏ nhựa nên thành vách rất ok nhá, không có bị vỡ hay là móp méo thế nào các bác nhá. Đấy. 1.8 này. Đây các bác nhìn xoong này. Đây lốt cọ xoong này nhá. Đấy, đây lốt đặt xoong này các bác này, đây nồi 1.8 này. Bên trong này không chắc chậu thế nào các bác nhá. Rất là ok này. Đấy. Đây các bác nhìn hốc nồi này. Cực kỳ đẹp nhá. Hôm nay thì em đã lên đầy đủ từ nồi 1 lít, à nồi nửa lít đến nồi 1 lít, nồi lít 8 cho các bác rồi đấy. Đấy, bác nào thích em nào thì các bác cứ nhập sân hàng thôi. Trời ơi,
nó lấy 8 này ấy, thì phù hợp cho khoảng tầm nhà khoảng tầm từ từ 7 đến, nói chung là từ lúc nhà đông người các bác nhé. Đấy. Đấy, nấu cơm thì bình thường này, không vấn đề gì cả. Cả phim chế độ nhé, tất cả đều bình thường hết các bác nhé. Đấy, nấu ủ ấm này, con này cả chế độ ủ ấm tất cả ok hết nhé, nấu luôn này. Thì con này mã số 9 này, mã số 9 các bác nhé, một em nồi Doji Roshi lít 8 này, con này mới giá là 800k các bác nhé, 780k các bác nhé. Video ngày 28 tháng 4 này. Đấy, mã số 9 đấy. Các bác xem clip của em thì cho xin một like, một chia sẻ các bác nhé. Tao đợi ấn tí nhé, để em lên chuyển hàng hóa đây cho nó dễ. Tại vì em đang quay của mình ấy, nên là phải lên chuyển, quay mất thời gian một tí. Không, các bác thông cảm cho em nhé. Tiếp theo mã số 10 này, em lên cho bác của em Tiger nhé. Con này cũng bơm nhiệt tiếp các bác nhé. Lại bơm nhiệt tiếp. Đấy. Mà em lên cho các bác như là các bác nào thích bơm nhiệt các bác lên hết bơm nhiệt này. Con em Tiger này, con này lít 8 các bác nhé. Bây giờ bắt đầu đi lại lít 8 này. Tiger mâm nhiệt này. Hình thức bên ngoài thì rất là ok nhé, không có móp méo, không có gì cả. Nó chỉ bị bẩn một chút thôi các bác, phải có gì quá lau lại giúp em là sạch nhé. Đời 20 em không biết này, không biết đây không ghi. Đây đã 09 nhá, hôm nhiệt này. Đấy. Đấy bác chịu. Đây. Đây các bác xong nhá. Xong như chưa dùng này, còn đẹp nguyên luôn này. Đấy. Rất đẹp nhá. Đây các bác nhá. Rất thích luôn. Đấy. Đấy, nấu cơm thì bình thường này. Tắt này, các phím chế độ nhé, rất ok các bác nhé. Đấy, một em nồi bơm nhiệt lít 8 đấy các bác nhé, Tiger này. Thì con này con mã số 9, mã số 10 các bác nhé. Đấy, con này là mã số 10 này. Đấy, mã số 10 này, một em nồi mâm Doji Roshi mâm nhiệt nhé. Vừa con này mới giá 800k các bác nhé, 800k này. Video ngày 28 tháng 4 này các bác vào coi. Các bác xem clip của em cho xin một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh các bác nhé. Bắt đầu đặt hàng thì vui lòng liên hệ số điện thoại là 0983 39755 nhé, hoặc 0823 893 222 nhé. Em cảm ơn các bác xem clip của em. Lá sống, à lá, lá có lá cốc. Đem đi. À, sống. Hả? Sao sống? Nó sống cái gì á? Tiếp theo nhá. Hello. Em lên cho các bác một đây, bắt đầu lên cái hàng gọi là hàng cao cấp hơn một chút này. Bề ngoài nên nó xấu nhưng mà vẫn gọi là hàng cao cấp hơn một chút các bác nhá. Một em đây một em này em. Một em Toshiba các bác nhá. Đấy, một em Toshiba này. Đời xem nào, con này bao nhiêu đây? Đời 2014 này. Con này thì rất là đẹp các bác nhé. Thành vách thì ok này, không có móp méo, không cấn chỗ nào cả. Bên trên thì nó bị sức một chút thôi. Các bác về có chỉ vô đánh ra giúp em nhé. Đánh ra thành cái màu màu lốc của nó rất đẹp nhé. Đẹp hơn cái màu 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 nguyên bản ấy. Đấy. Đây là cao tần này nhé. Đây. Giòn, bác xem giòn nhé. Con này rong rất đẹp này, rong dày nguyên rồi không phải chê vào đâu được nhé. Đấy, rong rất ok nhé. Đấy, rong không phải nghĩ đâu nhé, rong này rất đẹp này, không phải nghĩ luôn. Đấy, đây các nhé, rong này, ui cái rong này cực kỳ nặng các bác nhé, rong rất là nặng nhé. Đây các bác nhìn dày này, rong to đùng luôn này. Đấy, bên trong có một hai vết chấm, một hai vết đấy nhé. Nhưng em đảm bảo các bác là vẫn cơm vẫn rất là ngon nhé, không ảnh hưởng gì cái việc nấu cơm, cơm cực kỳ ngon luôn này. Cầm rất thích các bác nhé, cầm rất nặng cái xong luôn.
xo này cân, cái xo này cân tính là cân xo này chắc em tính phải cần 2,5-3 cân đấy. Đây. Xem là điểm đó làm sao. Đấy, nấu cơm bình thường các bác nhé. Đấy. Các phím chế độ này thì ok hết nhé. Rất là ok này. Nấu nhanh này, có hết các bạn các bác nhé. Thì con này có mã số 11 này. Mã số 11 các bác nhé, mã số 11 này. Với giá là 1.300.000 nhé. Video ngày 28 tháng 4 này. Đấy. Các bác xem clip của em cho xin một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh các bác nhé. Tiếp theo này, em lên cho bác em Tiger nhé. Tiger con này cũng lít 8 vách này, thành vách thì ok này. Đấy, đời 2012 này, nó lít 8 này. Thành vách thì ok này, đấy có xước xác một chút đây nhé, thì không để ý rồi. Đấy. Đấy, dòng này đẹp các bác nhé, dòng còn đẹp nguyên luôn này. Đấy, dòng đẹp nguyên luôn nhé, cũng đề gì cả. Đây các bác nhé, xong này. Con này thì có một chấm giữa ở dưới này một tí nhá, còn lại rất là ok này, rất là ok các bác nhá. Đấy, đặt đấy. Đấy, nấu cơm thì bình thường các bác này. Đấy, tắt này, các phím chế độ thì ok hết các bác nhé. Con này có cả nấu cơm cháy các bác này, có nấu cơm cháy này. Đấy, rất là nhiều chế độ nhé. Thì con này có mã số 12 này, mã số 12 nhé. Với giá là 1.380.000 các bác nhé. Video ngày 28 tháng 4 này. Đấy. Đấy, các bác xem clip của em xin một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh các bác nhé. Tiếp theo này, mã số 13 này. Úi giời ơi. Em lên cho bác một em gọi là môi chè của Mitsubishi nhé. Đấy, con này thì nó hình thức bên ngoài nó có vẻ là hơi xấu một chút các bác nhé. Các bác về qua chỉ phố vệ sinh lại giúp em thành cái màu nước sơn này, cái màu nó này rất đẹp nhé. Để bao nhiêu đây, con đời 2006 này, rất ok nhé bác nhé, cực kỳ nặng này. Đấy, đây bác nhé, áp suất đi này, giòn thì như mới các bác nhé, giòn thì như mới này. Đấy, không có bị mối mọt gì cả, không hề hở gì các bác nhé. Đấy, đây các bác nhá, xoong này, nó xoong như này. Ui, cái xoong rất nặng các bác nhá. Đây các bác này, 1-2 vết chấm nhỏ nhỏ thì không để ý này. Đấy, không để ý các bác nhá. Xoong thì cầm như mới này, cầm rất thích nhá các bác nhá. Xoong dày, cầm xoong dày xứng thật sự luôn đấy. Đấy, đi nhé. Nấu cơm này khóa thì nấu cơm bình thường nhé, khóa áp suất này, không thể mở được các bác nhé. Lòng này nó khóa áp suất này, bây giờ mở lại bình thường này. Đấy, rất hay nhé. Ta phím chế độ này thì ok hết các bác nhé. Đấy, ở đây là nấu nhanh nhé. Thì con này mã số 13 này, cái giá là 1.450.000 các bác nhé. Video ngày 28 tháng 4 này. Đấy, các bác xem clip của em cho xin một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh các bác nhé. Các bác là chốt hàng vui lòng liên hệ số điện thoại là 0983 39755 nhé, hoặc là 0823 893 222 nhé. Đấy, đã nóng rồi đấy, nóng nhanh thực sự luôn. Ôi à, ôi lạnh kinh khủng luôn. Quay hết clip này. Tiếp theo này,
lại lên cho bác của em Toshiba các bác nhá. Úi giời ơi. Toshiba này. Áp suất thì 1.2 các bác nhá. Áp suất 1.2 này. Con này thành vách thì ok nhá, không có meo cấn chỗ nào cả. 1-2 vết nhỏ nhỏ không để ý rồi. Cái khổ này. Đời 2006 này. Úi giời ơi. Bề mặt thì nó có những vết nội này, chỗ này thì nó bóc hơn một chút nhá. Các bác về có chỉ qua cà ra là được nhá. Không vấn đề gì cả. Đây các bác nhá. Con này thì nó có áp suất nhá. Nhưng mà cái dòng áp suất của nó thì là mất rồi nhá. Nhưng mà áp suất thì nó thành dòng cao thần các bác nhá, không vấn đề gì cả. À do cái này có rách chút này. Đấy. Nhưng mà vẫn không ảnh hưởng về đầu cơm nhá, tại vì nó úp vào trong các bác nhá. Úp vào trong đây này, úp vào như này này. Ừ, đấy. Vừa như này nhá. Nó cơm vẫn ok nhá. Đấy, kín mít luôn. Không hề hứng gì cả. Các bác về các bác. Đây con xoong này. Ui. Cầm mấy cái xoong thích thật sự luôn đấy. Xoong nhá, có 1-2 vết chóc luôn này, chóc ở dưới này. Đấy. Cô thật sự nha các bác này nhá, không thì đem để các bác này về các bác nấu cơm vẫn ok nhá, không các bác này. Ồ tỏi này. Hay là làm cho chua này. Con này nhá, con này xong con nó sao nó gần như xong vít đấy, dày 7 lớp này. Đấy, cầm rất thích nhá. Áp suất này 1.2 nữa cơ. Các bác về các bác ủ tỏi cũng được nha, nấu cơm vẫn rất là ok nhá. Không vấn đề gì hết. Đấy, nhưng bây giờ thì nó mất áp suất thì nó thành mất cái áp suất thì thành cao tầng nhá. Thành dòng cao tầng này. Đấy, nấu cơm thì bình thường này. Cũng hay cái gì à, nấu cơm thì không có nghĩa nhá, các chế độ này. Đấy. Để con phim nấu nhanh này. Thì con này tay khóa. Đấy nhá, nấu nhanh đấy. Nấu. Đấy. Thì con này mã số 14 coi nhá. Mã số 14 này thôi. Con này em để quay cái giá là 950k nhá. Video ngày 28 tháng 4 này. 950k các bác nhá, cái bút hết mực thì hơi mở chút cho mong các bác thông cảm nhá. 950k này, 28 tháng 4 này. Đấy. Các bác xem clip của em cho xin một like, một chia sẻ, đăng ký kênh nhé. Đấy, các bác clip này các bác chỉ việc xuất hàng thôi, thì em để cái giá thử hết rồi. Giá hết đáy đi các bác rồi nhé. Tiếp theo này. Mã số 15 này. Cũng là mã số cuối kết thúc trong clip ngày hôm nay nhé. Thì em lên cho bác một em Natina này. Đây là con này cũng lít 8 các bác nhé. Cao tần 2IH này, thành vách thì ok này, không vấn đề gì cả. Đầy 2005 quá nhá. Bề mặt trước thì nó có những vết cần sần cấn một chút này thì không để ý rồi. Đơn giản những cái vết này thôi. Đây nhá. Đấy, gioăng này các bác này, gioăng màu gạo lứt này. Đấy, màu gạo lứt nhá, rất ok nhá. Màu gạo lứt. Đấy. Các bác nhìn gioăng này. 1-2 vết chấm này thì không để ý nhá. Đấy. Xong này các bác vẫn còn độ bóng của xong nhé, vẫn áp ánh kim tuyến nhé, gọi lấp lánh kim tuyến các bác nhé. Đấy, đấy, lớp đặt đấy, lớp đặt xong này. Nấu cơm này, các chế độ ok hết nhé, tắt này, các phím chức năng này. Đấy, rất ok các bác nhé. Đấy, thì con này con mã số 15. Mã số 15 à. Mã 15 các bác nhé. Mã 15 cũng là mã kết thúc của clip này nhé. Thì là con này em để giá rẻ là 1.250.000 nhé. Video ngày 28 tháng 4 này. Đấy. Vậy là nó lên hết 15 mã nồi cơm nhé. Qua dòng nửa lít này. Dòng nửa lít này, dòng 1 lít này và cả dòng lít 8 này. Thì các bác nào xuất hàng các bác vui lòng liên hệ số điện thoại là 0983 39755 nhé. Hoặc 0823 893 222 nhé. Thì em giới thiệu thêm một chút nhé, thì bên cạnh đó thì em cũng có về được một chút hàng máy gọi là những con robot này, robot đấy các bác nhé, robot này, những cái máy gọi là cái máy massage chân này, máy chân này, cái máy này thì em mang đi giặt rồi nhé, hoặc là những cái gọi là cái máy massage chân gọi là đến như máy hàng đập hộp luôn các bác, mới tinh hình luôn nhé, cái này em vừa rút ra tất tâm điện thôi, còn nguyên hộp bọc này, còn nguyên điều khiển, còn nguyên pin nhé, nguyên pin điều khiển nhé, đấy, con này cả máy massage đầu các bác nhé, massage gáy này. Còn nguyên hộp nhá, tất cả đều đây các bác nhá, mát xa gáy này. Đấy. Đây nhá. Đây có cả máy mát xa bụng này.
mắt xa bụng, mắt xa mông, mắt xa đùi nhá các bác nhá. Đấy, cực kỳ ok nhá. Thêm vào nữa để một hai cái cây quạt cây các bác nhá. Đấy, thì các bác nào đặt hàng thì vui lòng liên hệ với số điện thoại là 0983 39755 nhá, hoặc 0823 89322 nhá. Cảm ơn các bác xem clip của em, hẹn các bác ở clip tiếp theo. Xin chào các bác.